Con này con siêu trò nó đang cầm giá khoảng ba mấy triệu thôi, còn con này nó lên tới gần bảy mấy, gần 80 triệu nha. Ở trên lịch nào, tổng số km xe và cái số báo số N đó nha. Bắt lại đi, bình thường. Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đến kênh Thiết Chụp Anh nha. Thì hôm nay có hai con xe, một con bên kia là con siêu trò gáp cho ông anh. Con này là con quay Thái 125 ha. Đó, xe này Hiếu vừa mới về luôn. Đó, cái này thì ở bản này là đời 2024. Anh em nhìn thấy xe Thái thì ở đây là cái chữ này nó là chữ Thái nha. Bên đây nó cũng chữ Thái luôn, Hiếu không biết đọc đâu. Nhưng mà nhìn cái này chắc có nghĩa là cơ cấu sang số của nó. Đó. Đối với quay Thái 2024 này, phía trước nó sẽ có một cái hộp đựng đồ cho mình luôn. Ổ khóa cũng giống như Future, có 3 tính năng. Đó, 4 tính năng tích hợp trên này. Tắt mở khóa điện, mở yên và khóa từ, khóa cổ. Đó. Đồng hồ nó là ở phía dưới này có đồng hồ điện tử. Đồng hồ nó sẽ xài đồng hồ cơ kết hợp với điện tử luôn, có chút xíu dưới này. Đó, mặt đồng hồ bự chảng luôn nha. Thì cái lốc xe là đen bóng giống như đời quay giống như đời con Future 2024 thì anh em thấy nó là cái lốc đen nhám, còn này quay đời này chỉ lốc đen bóng nhưng mà cặp xe nó là màu bạc, cuộn bạc. Đó. Đối với giá cả hai con này, con Future nó đang cầm giá khoảng ba mấy triệu thôi, còn con này nó lên tới gần bảy mấy, gần 80 triệu nha. Ở trên lệch rất là nhiều và hai con xe mình nhìn khá là giống nhau. Anh em nào muốn chơi xịn xịn chút vào quốc xe Thái cho nó ngon nha. Còn giá bình dân thì đây có Future em đang có đầy đủ các màu sắc luôn. Đó, con này hôm nay thì giá rất là tốt, đời 2023 giá nó tầm 3x. Đó, còn đời 2024 cũng tầm 3x luôn, còn cái này thì nó giá gấp đôi. Anh em nào muốn chơi xe Thái cứ để lại số điện thoại Hiếu liên hệ cho mình luôn nha. Này thì ông anh đã đặt rồi, nó xe về và em trai đang tiến hành lắp cái bình vô. Đây cái đèn sau này cũng khá là đẹp. Đó, nó liền khói luôn. Nhưng mà đối với con quay Thái này thì cái đèn đuôi nó không có rung như Future. Nó anh em mình thấy cái đèn đuôi nó cứng cáp hơn ha. Còn đây con Future nè. Future thì nó hơi rung hơn là do ở phía này nó có một hai cộng thun. Anh em nào đang chạy phu chợ mà cái đèn sau mà nó hơi rung rung bình thường nha, ở đây nó có hai thun thì cái này nó giúp cho mình chạy xe đường dần, nó giảm chấn, không có ghè và không có bị gãy cái đèn sau này nha. Cốp xe con phu 125 của Việt Nam đó, còn cốp xe của quay Thái hình như của cái con phu chợ nó có thể là rộng hơn á, mình thấy cái này nó có cái hộp này nó không được rộng cho lắm. Nhưng mà bình điện, vị trí đó lắp bình điện thì quay Thái nó sẽ nằm ở đây, còn Future thì nó nằm bên cái cánh thông gió này. Đó, hai con xe ha. Quay Thái thì phối màu sặc sỡ hơn Future, nó đang có trắng đỏ nè, trắng xanh rồi đỏ bạc. Đó, anh em nào thích cái màu nào mình cứ liên hệ, Hiếu sẽ đặt xe về và giao cho anh em luôn, giá gấp đôi con này. Đó, em trai bắt bình rồi, mặt đồng hồ rất là đẹp, đây bắt vô hoàn chỉnh luôn. Ở trên này nè, đồng hồ cơ ha, đồng hồ cơ kết hợp điện tử. Trên mặt đồng hồ điện tử nó thể hiện mức xăng nè, tổng số km xe và cái số báo số N đó nha. Bắt lại đi, bình thường. Đó, đèn đồng y bật lên, tự động bật sáng, mặt nạ có hai ngóc này luôn, cực kỳ đẹp. Đèn thì cũng là đèn LED đi, trang như full LED luôn nha. Được cái là trước nó có cái hộp đựng đồ này thôi. Rồi như vậy thì với 3X và gần 8X, anh em nào thích mẫu nào cứ để lại số điện thoại Hiếu liên hệ cho mình luôn nha. Và xe thì trong Tết này thì đối với khu trời thì đang có sẵn, còn quay Thái thì mình đặt hàng thì khoảng 1-2 ngày có xe. Ở dưới này nó có một cái tem là Thái Lan luôn ha, Honda, của cái này là của Honda Thái Lan, Honda Thái Lan làm. Cái chữ này nói chung là chữ Thái không biết đọc đâu, cứ quay cho anh em mình coi nha. Đó, rất là đẹp. Rồi clip Hiếu cũng thấy cứ tại đây và hẹn các anh em lại clip sau để cập nhật một số mẫu xe mới cho anh em mình tham khảo nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.